Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Những pha cứu thua vào phút cuối cùng của trận đấu. Chắc hẳn các bạn còn nhớ pha cản phá xuất sắc của thủ thành Văn Lâm ở phút cuối cùng giúp tuyển Việt Nam giữ sạch lưới trước Thái Lan. Hòa 0-0 trên sân khách là kết quả khá tích cực dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận ra quân vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Ở những giây cuối cùng của trận đấu, một thoáng sơ hở khiến suýt chút nữa đội tuyển Việt Nam phải trả giá. Rất may là Văn Lâm kịp thời tỏa sáng. Hãy cùng với Mr. Zero tổng hợp lại những pha cứu thua vào phút cuối cùng của trận đấu của các thủ môn nhé. Và Kim Trinh xin chúc cho tất cả các bạn có một năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Và cũng đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận nghe những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Trong bóng đá, những pha cứu thua đôi khi có giá trị như một bàn thắng. Nhất là khi ở những giây phút cuối trận, vai trò của người gác đền càng trở nên quan trọng. Đôi khi chỉ vì lơ là mà thủ thành có thể khiến cho đội nhà phải nhận thua cuộc đầy cay đắng. Thế nhưng bên cạnh đó vẫn có những pha cứu thua ở phút cuối, khiến trận đấu trở nên vô cùng hấp dẫn. Hãy cùng Mr. Zero xem cách mà các thủ môn bay người trên không trung, đẩy quả bóng ra khỏi cầu môn một cách mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng nghệ thuật, cứu thua cho đội bóng của họ những bàn thua trông thấy. Đây được xem là một trong những pha cản phá kỳ diệu nhất ở sân chơi Champions League. Từ đường chuyền của Sergio, Shevchenko bật lên đánh đầu cấm đất. Dudek đổ người đỡ bóng bật ra và khi thủ thành Liverpool đang chơi với, Seva đã lao tới sút cực mạnh ở khoảng cách chỉ chừng 1m. Nhưng Seva cũng chẳng hiểu vì sao, cú sút vào khung thành bao la đó lại không thành bàn. Phải đến phút thứ 89 của trận đấu, Wigan tạo được tình huống sóng gió về phía khung thành Arsenal. Đây cũng là pha bóng nguy hiểm nhất của họ có được kể từ đầu trận đấu. Nỗ lực đi bóng của De Ridder đã loại được một vài cầu thủ của đội chủ sân Emirates trước khi anh tung cú sút bất ngờ chết bên cánh trái, khiến Fabianski không thể làm chủ tình huống. Bóng đến chân Zaki, nhưng pha ra chân cận thành khá nhanh của anh lại bị thủ môn người Ba Lan đẩy bóng bật vào xà ngang, bật ra trong sự tiếc nuối của các cầu thủ Wigan. Xem lại tình huống này, nhiều người đã hiểu tại sao Buffon được mệnh danh là người nhện. Chỉ 7 phút trước khi xảy ra cú thiếp đầu công nổi tiếng đối với Marco Materazzi, Zidane đã có cơ hội đưa Pháp vượt lên dẫn 2-1. Nhận quả tạt bóng bên cánh phải của Willy Sanon, Zizou lặng lẽ băng vào vòng cấm, thoải mái lắc đầu cực mạnh về phía khung thành Italia. Thế nhưng Buffon cũng có pha cản phá xuất thần, tung người đẩy bóng bằng bàn tay phải, tạo nên một màn cứu thua ngoạn mục. Cú bay người điều nghệ của anh đã từ chối bàn thắng của Zidane ở phút thứ 104 của trận đấu. Rất nhiều năm sau đó, người hâm mộ đội tuyển Pháp vẫn không khỏi tiếc nuối mà than thở rằng nếu ở trận chung kết không phải là Buffon trấn giữ khung thành của Azzurri thì có lẽ chiếc cúp vàng đã nằm trên tay Zidane. Trong trận playoff lượt về tranh vé tham dự Premier League, các cầu thủ Watford bị đặt vào một tình huống khá eo le. Trận đấu đã bước sang những phút bù giờ cuối cùng, đội khách Leicester City được hưởng một quả đá phạt penalty khi tỷ số chung cuộc đang là 2-2. Ngỡ tưởng ước mơ tham dự giải ngoại hạng của Watford đã tan thêm mây khói, nhưng mọi thứ đã diễn ra hoàn toàn trái ngược. Thủ thành Almunia đã xuất sắc cản phá được cú đá trên chấm 11m của Anthony Knockaert và ngay sau đó bấm được phá thẳng lên tuyến trên. Một đợt phản công chớp nhoáng và tiền đạo Jordani đã khiến cả cầu trường của sân Vicarage Road như muốn nổ tung sau bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc 3-2. Mọi thứ diễn ra vỏn vẹn 20 giây, một khoảng thời gian quá ngắn để quyết định vận mệnh của cả mùa giải. Hơn 16.000 cổ động viên có mặt trên sân Vicarage Road đã được trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc chỉ trong nửa phút ngắn ngủi. Từ cảm giác tuyệt vọng rồi bất ngờ chuyển hóa thành sự sung sướng tột độ, các cầu thủ Watford đã tạo nên một trong những trận cầu hấp dẫn nước Anh trong mùa giải năm 2013.
Đối với bất kỳ người hâm mộ nhiệt thành nào của làng Túc Cầu, chắc hẳn ai cũng nhớ đến pha cứu thua xuất thần của thủ thành huyền thoại Iker Casillas trước pha đối mặt với Arjen Robben trong trận chung kết World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi. Ở tình huống dường như là bước ngoặt của trận đấu, tuyển thủ đến từ xứ sở Hoa Tulip nhận đường kiến tạo tuyệt vời từ người đồng đội. Sau đó anh đã thực hiện một pha tăng tốc tựa như chú sóc để đối mặt với đội trưởng La Rosa. Robben thậm chí có vài giây để ngắm nghía trước khi tung ra cú sút. Tuy nhiên ở tình huống dứt điểm, cựu danh thủ Bayern Munich lại bị cái chân của Casillas đánh bại. Pha bỏ lỡ này đã trở thành nuối tiếc lớn nhất với Robben trong sự nghiệp, bởi sau đó Andres Iniesta đã khiến tất thảy đất nước Hà Lan ôm hận bởi pha ghi bàn lịch sử trong hiệp phụ đưa Tây Ban Nha lên ngôi tại World Cup 2010. Với kinh nghiệm cùng sự tỉnh táo của mình, Casillas đã cứu thua cho đội nhà một bàn thua trông thấy. Dù rằng cựu ngôi sao Real Madrid phán đoán có phần thiếu chính xác, thế nhưng anh đã kịp đưa chân về phía góc phải đủ để cản phá cú dứt điểm của Robben. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you... Những quả sút phạt ở phút cuối có ý nghĩa không khác gì một món quà trời ban đối với các cầu thủ, bởi chỉ cần tận dụng tốt cơ hội này, đối thủ sẽ không thể đảo ngược tình thế chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Nắm bắt được điều đó nên anh chàng áo trắng đã quyết định tung một cú sút hiểm hóc để đánh lừa hàng rào, ghi bàn thắng trực tiếp cho đội nhà. Có vẻ kế sách của anh chàng đã thành công khi bóng lọt qua khe hẹp phía dưới của hàng rào. Nhưng tiếc là anh chỉ lừa được những cầu thủ phía trên, còn người cần lừa nhất thì vẫn vô cùng tỉnh táo. Vừa rồi chính là những pha cứu thua vào phút cuối cùng của trận đấu. Nếu video này vẫn còn thiếu một pha bóng nào đó, hãy cho Mr. Zero biết bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới video này nhé. Cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.